Thưa quý vị các bạn, kết thúc ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam đã tiếp tục mang về những tấm huy chương tại SEA Games 31. Trong ngày 15 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu ở nhiều bộ môn thế mạnh và được kỳ vọng sẽ có thêm nhiều huy chương vàng để vững vàng ở ngôi đầu bảng tổng sắp. Không nằm ngoài dự đoán, Usu tiếp tục là mỏ vàng cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu này. Ở nội dung trường quyền, Hoàng thị Phương Giang xuất sắc vô địch với điểm số 9,71. Huy chương bạc thuộc về Mauriska của Indonesia với 9,70 điểm. Dương Thúy Vi giành huy chương đồng với 9,68 điểm. Thành tích của Phương Giang đã mang đến sự khích lệ rất lớn về mặt tinh thần cho các đồng đội. Ngay sau đó, U23 Việt Nam đã cho thấy thế mạnh thực sự khi mang về thêm 7 tấm huy chương vàng nữa ở nội dung tán thủ. Qua đó trở thành môn thi đấu mang lại nhiều huy chương vàng nhất cho đoàn thể thao Việt Nam tính đến thời điểm chiều 15 tháng 5 với tổng cộng là 11 chiếc vô địch. Trong chiều ngày hôm nay, Điền Kinh cũng đã cho thấy thế mạnh với việc liên tiếp mang về những tấm huy chương vàng khác. Nguyễn Thị Huyền giành huy chương vàng nội dung 400m nữ, trong khi Quách Thị Lan giành huy chương đồng. Nguyễn Thị Huyền cũng đã phá kỷ lục SEA Games với thành tích là 52 giây 83. Ở môn nhảy cao nữ, Phạm Thị Diễm đã xuất sắc đem về tấm huy chương vàng với thành tích là 1m78. Trong khi đó thì ở môn nhảy xa, Nguyễn Tiến Trọng cũng đã đoạt huy chương vàng với thành tích 7,8m. Chỉ ít phút sau đó thì Nguyễn Văn Lai cũng đoạt huy chương vàng tại nội dung chạy 5 m Tại môn đấu kiếm, vận động viên Bùi Thị Thu Hà đã có màn đụng độ với nữ kiếm thủ ông Shuhei Jessica đến từ Singapore trong trận chung kết môn kiếm chém cá nhân nữ. Sau các hiệp đấu căng thẳng và liên tục bị dẫn trước, Thu Hà đã ngược dòng thành công với tỷ số chung cuộc 15-11, qua đó giành được tấm huy chương vàng thứ ba cho đội tuyển đấu kiếm Việt Nam. Đây cũng là huy chương vàng cá nhân SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của Hà.